Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình Pèo Vàng. Ngày hôm nay tôi lại tiếp tục đến với sinh tồn kỳ băng hà các bạn ơi. Và như các bạn đã biết, tập trước thì mình đã chế tạo cái kèn triệu hồi dân làng này. Thật ra thì cũng không có công dụng gì nhiều lắm bạn ạ. Mình thấy cũng không hay ho lắm. Rồi cái là dân làng sẽ tụ tập lại một chỗ để bảo vệ khu vực mình cần thôi. Trồng cây xong tự chặt cây bạn ạ, xong rồi để đồ vào dương đúng không? Hình như thế bạn ạ. Tôi nhớ không nhầm là dân làng sẽ để đồ ở dưa bạn ạ. Hay ta. Ok, thì ngày hôm nay là mình đang tính là đi tham quan tí thần rắn nhỉ. Đang tính là thử trồng cây đậu thần ở vùng băng tuyết xem có được không bạn ạ. Đây này. Đấy, hôm trước thì mình có thấy cái chỗ đền thờ thần rắn đây rồi. Còn ngày hôm nay chắc là mình sẽ thử thách đó là đi chế tạo triệu hồi bốt thần rắn, đánh bại bốt thần rắn để coi thử xem mà liệu rằng là mèo peo thì thực hiện những cái thử thách này nó như thế nào các bạn nhá. Ok, trước khi bắt đầu video các bạn đừng quên để lại một like, đừng quên chia sẻ cho bạn bè và đừng quên nhấn nút cái chuông ủng hộ mèo peo nhá. Ok, hello. Trong này dân làng đi hết rồi bạn ạ. Không còn ai ở đây bạn ơi. Ok rồi. Ui, ông này mình chưa thuần phục bạn ạ, phải thuần phục nha, nó không cầm cung bắn mình bạn ơi. Từ á, cho ăn này, cho ăn. Từ. Ui, mít đặc, ok, hello mít đặc. Đó, chứ không mình mở dương là họ bắn mình bạn ơi, mệt lắm. Ok, rồi, thì tắt cái này đi á bạn ơi. Để coi lại xem cái công thức chế tạo cái chỗ để cái để triệu hồi thần rắn là cái gì nhỉ. Tôi lại quên bớt bạn ạ, để mình kiểm tra lại nha. Xem là đây. Cần mảnh lõi rừng mưa và đồng mà 9 đồng đủ không ta? Bây giờ không cần cái bụi ánh sao nữa. 9 mảnh lõi rừng mưa là cũng gọi là căng đấy. Chưa chắc là dễ đâu nha. Ok, ở hiện tại là mình không có dư cái đồng thì mình có này. Mình nghĩ đồng chắc mình đủ thôi, không thiếu đâu. Mình xem mà đồng ấy, đồng hổ đồng thì thoải mái bạn ạ. Ok, đồng thì không sợ thiếu mà nhá, đồng thì một đấm luôn thoải mái. Ok rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ phải đi kiếm cái mảnh lõi rừng mưa thôi các bạn ơi. Rồi đi thôi, được rồi đi thôi. 12 giờ trưa đi xem nào. Mình sẽ triệu hồi đây kỳ lân. Yeah, ok, đi thôi. Được rồi, đi thôi. Yeah. Nào, ở bên này. Đấy, lên. Tí dần tới. Ok, đến dư mưa bạn ạ. Đảo bay này, rồi, đã đến đảo bay. Đi qua đảo bay, đi qua là chỗ làng chài này mọi người. Đi chéo xuống, đi xuyên qua đảo bay sẽ đến rừng mưa các bạn nhá. Mình thấy chỗ triệu hồi rồi, chỗ này có chỗ triệu hồi các bạn ạ. Chỉ là bây giờ phải đi kiếm cái mảnh lõi rừng mưa là hơi mệt đấy. Hôm trước là mình kiếm được 6 cái mảnh lõi rừng mưa để mình chế cái gì nhỉ? Mình như chế cái kèm á, hay chế cái máy ấy. Cái máy đóng băng đúng rồi. Hôm trước là mình chế cái máy đóng băng các bạn ạ. Ok, rồi bây giờ đợi trời tối vậy nhá. Đứng đây đợi trời tối một tí, bắn pháo hoa đi nhỉ. Mình nhờ pháo hoa ngày đêm mà, pháo hoa thời tiết thì ít chứ pháo hoa ngày đêm thì đầy. Bắn luôn bạn ạ, bắn luôn cho trời tối tối dễ nhìn bạn ơi. Vì buổi tối sẽ dễ nhìn cái mảnh lõi rừng mưa hơn. Ủa sao lắm thầy cúng nhất vậy? Hình như là hơi nhiều thầy cúng nha. Ok rồi, đứng sẵn ở đây, đợi cho nó tối hẳn rồi mình đi kiếm cho dễ các bạn nha. Ok bạn ơi, rồi cuối cùng ở trời cũng tối bạn ạ. Nào, tôi sẽ đi kiểm tra quanh đây là có cái mảnh lõi rừng mưa nào không. Nhìn xung quanh là thấy tối thui bạn ạ. Tối thui chắc là không có gì rồi. Không có tí ánh sáng nào nó hiện lên bạn ạ. Chắc là mở đi sâu trong rừng bạn ơi. Chứ với tình hình này tối thui bên này có thấy cái gì đâu bạn ơi. Lên cao tím nào. Mà tưởng mình cưỡi kỳ lân bay lên trên rồi nhá. Đây chả nhìn gì. Đây. Lên, ây da, kẹt rồi. Ok, lên rồi. Lên. Ok. Ây, cái gì đó. Còn rớt các bạn ạ. Quanh đây đúng là không thấy có một tia ánh sáng nào bạn ơi. Nên là ánh sáng của mấy cái đuốc rồi. Ôi, đúng là không có một
tí ánh sáng nào bạn ạ. Chẳng nghe lần trước mình ơi mình ơi đây, đây. Ui cái này là cái bụi ánh sao, cái này không cần lắm bạn ạ. Ủa, hai cái luôn chứ. Cần phải nói dùng mưa cơ, chẳng nghe bây giờ nó tuyệt chủng rồi à. Thực sự là Minua nên cho cái mảnh nói rừng mưa nó nhiều nhiều hơn một chút bạn ạ. Kiểu như nó ở cây nhiều hơn á. Chứ lúc đánh xong bốt thần rắn rồi thì lại cho một đống mảnh nói rừng mưa, mình không biết làm gì bạn ạ. Ui cái này nấm à. Ui đây là nấm bạn ạ. Mình tưởng mảnh nói rừng mưa ra là nấm. Kiếm 6 cái là cũng căng đấy à, kiếm 9 cái chứ nhở. Chúng ta cầm kiếm tre bên này sáng này, tối nè. Đây. Đây rồi. Yeah, thấy chỗ sáng mà đã đổi. Ủa? Thấy sáng mà không lại mấy chỗ nào bạn ạ. Thấy sáng mà là không biết chỗ nào. Ừ, thế mới cay. Ở đây, đây. Ok, một cái. Bên này vẫn còn này. Đó, bên này có này. Ngon. Xem bên này tí. Ui. Ok, hỏng rồi. Ê, mình có cái dưới. Không phải à? Thế hỏng rồi bây. À, nhà được, hai cái nhà được rồi, nhà được rồi, bà không hiển thị bạn nào. Ok, bây ba cái ơi. Ngon, ba cái bên này, có này. Đó, bụi bên này là bụi ánh sao à? Trời ơi, sao là bụi ánh sao thế? Ui, một đống bụi ánh sao bên này bạn ạ, đâu cần đâu, trời ơi. Ui, toàn bụi ánh sao bạn ơi. Ôi bên này toàn bụi ánh sao bạn ạ. Ui, đâu cần đâu. Trời ơi, đâu giờ này, đâu cần tầm này, đâu cần bụi ánh sao. Ê, từ từ nha. Ở phía kia mình thấy có cái... À, không phải đây, đây là cái đền mà. Ừ. Hướng này có gì sáng vậy? À, thấy. Mình thấy có hai cái bạn ạ. Ngon. Có hai cái sao á? Ồ, ở trên có nước này. Ngon. Lợm. Bốn cái rồi, cố lên. Ồ, cái bài 5 cái rồi, cái gì nữa? Ồ, vẫn còn à? Hướng nào nữa? Ấy, ngon bạn ơi. Đây rồi. Ồ, cái bài 6 cái rồi. Ở trên không có à? Ở trên có đúng không? Trên có. Đâu nữa? Đấy bì. Ngon bạn ơi. Ok, 7 cái rồi bạn ơi. Còn 2 cái thôi, tiếp tục đi tìm nguồn sáng nào. Chỗ nào sáng là di chuyển nào, tối quá chả nhìn gì. Nhà tối quá. Bên này là cái không phải rồi. Mình nên tiến sâu. Có 2 cái đền thờ thần rắn bạn ạ. Thì ra là 2 cái đền thờ thần rắn khác nhau bạn ơi. Ok bên này rồi. Mình thấy bên này sáng này. Mày hình như bên này không còn chỗ. À bên có nữa này. Bên này có chỗ triệu hồi bốt luôn này. Lấy titan đã. Từ lậm một chút titan bạn ơi. Đó, lậm một chút titan bạn ơi. Nó té. Gì vậy? Đi khác chơi. Ok ăn nó đói quá. Từ nè. Khó lên đấy nhở. Gì nữa. Trời ơi khó lên ta. Ây da. Tối quá không nhìn thấy gì các bạn. Cắm đuốc nào. Quán ở dưới. Ok. Không cắm đuốc lên lá được. Ok ở phía xa xa mình thấy kìa. Ok. Đừng. Trời ơi, đừng rớt mà, lại rớt rồi. Ok. Để mình sẽ lấy cái lân này. Để đuốc. Kìa, rồi sao lên ta? Khó nhỉ. Ôi dồi ôi. Vất vả thế bạn ạ. Mỗi lần đánh boss thần rắn là một cái chặng đường cực kỳ vất vả bạn ơi. Đấy là lý do vì sao mà tôi rất là ghét đánh boss thần rắn.
Bởi vì cái bảy lõi thứ 10 nó khó chịu địa hình, thì địa hình thì đã khó đi rồi, là còn phải đi kiếm trời tối nữa ạ. Kiếm trời sáng là khó lấy, nó phải bảy kiếm trời tối mới được cơ. Ok, bảy một cái nữa trên này có đúng không? Nó ok rồi, đủ. Địa hình thì khó đi. Chưa kể số lượng lại còn ít. Đấy. Mà lại còn phải đi trời tối nữa cơ. Vất vả lắm bạn ạ. Chả sung sướng gì. Ok, ý dậu lên rồi, xong rồi. Để mình lấy cái bàn chế tạo mình chế luôn nha. Chế luôn cho nó bận ơi. Ok, chế tạo này. Đầu mình có rồi bận nha. Đánh bốt luôn cho nó nóng. Rồi. Công cụ à? Ok luôn, rồi. Nói chung đánh bốt thôi. Loot đồ phải tập khác bạn ạ. Loot đồ nhiều lắm. Mỗi lần loot đền thờ thần rắn là cả một cuộc cầu ra. Cũng chung là một hành trình cực kỳ dài. À, ăn cái này khá lạnh cống này. Ừ ha. Biết thế mình ăn cái này. Lúc đánh bốt chả để ý bạn ạ. Ok. Rồi. Đợi em triệu hồi cái đền thờ các bạn ạ. Đó. Tầm phải đợi thôi bạn ơi, đợi thôi. Ok bạn ơi. Rồi. Chiến thôi, tôi bạn ơi. Rồi làm vô nào từ. Lấy đủ đồ đạc các thứ bạn ạ. Cung các thứ này. Cái này thích thì uống thêm cũng được. Đó bạn. Cái này để ăn này. Đó, ok, rồi. Chiến thôi bạn ơi. Vàng này. Đây bông vải nhầm. Đây có phải cái khối lửa rực lắm. Ok bạn ơi. Tiến vào đền thơ này. Bụi gai không? Né tí nào. Bây giờ bụi gai đổi thế này bạn ạ. Giờ bụi gai đổi thế này dễ nhầm lẫn á. Đấy. Ôi thôi thì tia xếp bạn ạ. Bây giờ nó phun độc bạn ơi. Bây giờ nó phun độc. Tôi nên bởi sao cái con gia nhân này mặc đồ kỳ vậy. Minua mới cầm nhầm hả? Con dân bây giờ mặc đồ kỳ thế mà. Mày. Nói chung bốt thần rắn là một con bốt khá là yếu. Nó khá là yếu bạn ạ. Tôi nhảy tưng tưng. Úi xời. Mày. Bốt thần rắn chúng tôi từ. Quên mất là chưa chụp kiểu ảnh. Sorry. Ok rồi. Lưu ảnh ấy từ ơi cho bốt thần rắn ăn một mạng bạn ạ. Cho bốt thần rắn mạng lúc bạn mình có sao mà. Ô không chết à. Thế mà không chết bạn ơi. Để hồi máu bạn. Hồi máu bạn. Ok. Ê bạn ơi đâu. Bay kìa. Ôi gì. Mày trâu nhỉ. Ô cảm giác là giờ bốt thần rắn trâu hơn ngày xưa sao nhỉ. Này do đồ mình cùi ta. Không chắc không cùi đâu. Đồ mình vẫn thế mà. Cảm giác là vẫn khỏe hơn trâu hơn hay sao á. Được cái nó đánh chả bao giờ chúng mình nữa. Con này đánh chúng mình khó lắm. Nhảy tương tưởng. Ê nè. Mày bay. Ôi. Nha, chưa bỏ nha. Nha. Này bay tiếp. À bay tiếp. Bay. Bay đến tụm, bay đến tụm. Lâu mới nợ thần rắn chúng tôi này. Thần rắn. Ok bọn ơi. Lượm thần rắn liền rồi. Phun đồ à. Vứt. Này. Lâm vũ ok. Ui. Mà chết tổ mới này chắc là lút đồ xong rồi đây. Về cất bớt đồ bạn ạ. Này lút đồ sau rồi. Ok. Thôi chắc là mình nghĩ là video ngày hôm nay xin phép được kết thúc vậy thôi. Thì các bạn có cái đóng góp gì muốn mẹ Peo làm nội dung mình nữa thì hãy để lại bình luận phía dưới bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.